Thưa quý vị và bà con, Tây Nguyên là thủ phủ cà phê của cả nước. Đến nay, toàn vùng có hơn 300.000 hectare cà phê được cấp các chứng nhận quốc tế, tham gia vào các chuỗi giá trị toàn cầu. Kết quả này có được là nhờ các địa phương thúc đẩy doanh nghiệp liên kết với các tổ hợp tác, hợp tác xã, xây dựng các mô hình sản xuất cà phê an toàn, chất lượng theo các tiêu chuẩn quốc tế. Cũng nhờ vậy mà hạt cà phê tăng cả về chất lượng lẫn giá trị. 2 năm trước, ông Trần Quyết Tịnh đã phá bỏ 2.600 cây cà phê già cỗi để trồng cà phê dây. Đây là giống cà phê cao sản được Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Nông công nhận là giống đầu dòng, đủ tiêu chuẩn lưu hành trên thị trường, khuyến khích bà con nhân rộng. Cây cà phê thường thì nó nhân nó hạt nó nhỏ, thứ hai là nhân công cắt cành, tỉa cành, phân nó phải nhiều. Còn cái cây cà phê này chi phí nó thấp hơn. Chất lượng là nó được đặt lên hàng đầu và cái uy tín luôn luôn được bảo đảm trong vấn đề khâu sản xuất cũng như văn hóa mua bán. Tây Nguyên chiếm đến hơn 91% về diện tích và sản lượng cà phê cả nước. Nhưng thực trạng sản xuất và tiêu thụ cà phê ở khu vực này đang thiếu bền vững do quy mô sản xuất manh mún nhỏ lẻ, diện tích cà phê già cỗi chiếm tỷ lệ khá cao. Cùng với đó là kỹ thuật canh tác chưa hợp lý, khâu chế biến bảo quản thiếu đồng bộ, thiếu liên kết với thị trường tiêu thụ. Tổ chức lại cái vùng sản xuất tập trung theo hướng là hình thành được các cái hợp tác xã, các cái tổ chức của nông dân để từ đó thống nhất và có cái sự kiểm soát trong cộng đồng, đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật và đặc biệt là được cái hỗ trợ của các doanh nghiệp liên kết hợp tác. Không những đào tạo cho người nông dân sản xuất mà người nông dân còn biết đánh giá cái cà phê của mình nó có ngon hay không. Tức là phải dạy cho họ những cái kỹ năng cơ bản để thẩm định cái chất lượng do mình làm ra. Đồng thời, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ trong cải tạo đất để gìn giữ và duy trì tính chất lý hóa của đất và các yếu tố khác để bảo vệ vùng trồng cà phê chất lượng cao.